Hiện nay á là có rất nhiều cái áp lực về phía con người chúng ta, căng thẳng, rất là mệt mỏi, rất là áp lực. Chúng ta được sinh ra và được dạy có một cái chuẩn để chúng ta hướng tới, phải làm hoàn chỉnh, hoàn hảo. So sánh mình có đạt được chuẩn hay chưa thì dẫn đến một cái tình trạng. Tiến sĩ Ngô Xuân Điệp, 22 năm kinh nghiệm trong ngành tâm lý với việc trị liệu hệ thống gia đình, người lớn, từng công tác tại nhiều bệnh viện lớn cũng như là nguyên trưởng khoa tâm lý tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Những phân tố hàng xã hội á, nó sẽ làm cho con người ta không thể trải nghiệm thật về cái thế giới thật, chui vào cái thế giới ảo nhiều quá, thoát ly khỏi thực tế, cứ thử test chúng ta thôi. Khi nào mà chúng ta bị người yêu bỏ, chúng ta bị thất nghiệp, chúng ta bị phê phán, chúng ta bị học kém, thì tự nhiên chúng ta sẽ vào mạng xã hội nhiều, không được đề cao, không được thừa nhận, thì bắt đầu chúng ta chui vào mạng xã hội để bù đắp, cảm thấy mình được nâng đỡ. Cái cuộc sống này toàn bị nó chê thôi, nhưng lên mạng thì nó được nâng đỡ. Nên vì vậy chúng ta có xu hướng là chui vào thế giới ảo, nhưng nếu như cứ theo thế giới ảo. Xin chào các bạn, có một cái điều này rất là thú vị à, mọi người hãy nhìn bên dưới video này. Chúng tôi thấy là cái số người xem nội dung kênh Sài Gòn Medicine và chưa đăng ký còn khá là nhiều, trên 80%. Do đó tôi muốn nhờ các bạn làm một cái việc như thế này. Đó là nếu như các bạn đã từng xem qua kênh Sài Gòn Medicine và thấy nội dung cực kỳ bổ ích đó, thì mọi người hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video này đến những ai đang cần. Bởi vì chúng tôi cam kết rằng á, nếu mà số lượng người đăng ký kênh ngày càng nhiều thì chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để mời cái chuyên gia uy tín hàng đầu về để làm các sản phẩm rất là đặc sắc và có ích dành cho tất cả mọi người, để mọi người có thể bảo vệ sức khỏe mình một cách toàn diện. Chào mọi người đã quay trở lại với Sài Gòn Medicine và đây là tập podcast Tại sao phải hoàn hảo, và khách mời của chúng ta hôm nay là anh Ngô Xuân Điệp. Cũng một câu hỏi cũ thôi, là tại sao phải hoàn hảo? Chào các quý, chào các bạn. Bởi vì thực sự ra thì lâu lâu chúng ta cũng nhầm, lâu lâu chúng ta cũng sai. Và nhầm với sai đấy là vốn dĩ của cuộc đời, vốn dĩ của con người. Nên không nhất thiết cái gì cũng phải hoàn hảo cả. Dạ vâng. Đó thì đấy là cũng là tên của cái series này, đó là tại sao phải hoàn hảo. Thì như tập đầu á, là em có bàn với anh về vấn đề là chúng ta luôn luôn cố gắng giữ một cái hình diện, một cái thể diện gì đó, luôn luôn phải giữ một cái hình dáng đẹp đẽ với bên ngoài, mà nhiều khi là chính cái việc giữ đó là làm cho mình rất là căng thẳng, rất là mệt mỏi, rất là áp lực. Thì hôm nay cũng xin có một số câu hỏi với anh, đó là về vấn đề áp lực từ xã hội. Hiện nay á là có rất nhiều cái áp lực về phía con người chúng ta đó. Thì theo anh á, cái áp lực xã hội này đến từ đâu và tại sao chúng ta lại áp lực nhiều như vậy? Cái áp lực xã hội của chúng ta bởi vì chúng ta được sinh ra và được dạy như thế. Được dạy có một cái chuẩn. Chuẩn đấy là cái gì gọi là chuẩn? Chuẩn để chúng ta hướng tới, chuẩn để mọi người hướng tới. Làm sao để nó định hướng xã hội, định hướng hệ thống giá trị mà xã hội mong muốn. Và chính cái chuẩn đấy mà khi chúng ta lĩnh hội nó và chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải thực hiện theo đúng cái chuẩn đó, phải làm hoàn chỉnh, hoàn hảo cho đúng cái chuẩn đó, thì nó dẫn đến căng thẳng. Và căng thẳng nó xuất phát ở cái việc là mình so sánh mình có đạt được chuẩn hay chưa. Và có những các cái chuẩn á, thì nó phù hợp hoặc là quá cao, làm cho người ta không đạt được chuẩn. Và khi không đạt được chuẩn thì dẫn đến rất là nhiều các cái vấn đề, đặc biệt là lo âu, trầm cảm, stress, căng thẳng, các cái rối loạn vân vân, rất là nhiều thứ. Và nó ảnh chính khi chúng ta ở trạng thái lo âu, stress, căng thẳng, trầm cảm, thì nó dẫn đến một cái tình trạng là chúng ta không cuộc sống, cái chất lượng về mặt tinh thần ấy, nó không tốt. Và chất lượng cuộc sống của chúng ta bị suy giảm. Thì nó nằm ở cái chỗ đó. Như vậy thì theo anh thì những cái nguồn gốc của những cái áp lực này là nó đến từ đâu? Chúng ta sẽ thấy rằng là cái nơi nó sinh ra các cái áp lực này ấy, đó là đầu tiên nó phải từ gia đình. Đầu tiên là bố mẹ chúng ta sinh ra đã có kỳ vọng chúng ta sẽ trở thành ai, trở thành người như thế nào. Và trên cơ sở các cái kỳ vọng của bố mẹ, thì đến một lúc khi chúng ta 3 tuổi bắt đầu chúng ta có nhận thức, của ý thức, thì bắt đầu lúc đó cũng là lúc chúng ta có áp lực về chúng ta. Chúng ta phải ngoan, chúng ta phải nghe lời, chúng ta phải thực hiện theo đúng lời dạy, cách thức này khác. Thì chính những các cái lúc đó là những lúc mà chúng ta có áp lực với chính chúng ta. Và như đạo Phật nói thì bắt đầu khổ đau, bắt đầu nó xuất phát từ cái chỗ đó, từ cái chỗ là chúng ta phải làm theo cái gì đó. Và cái nguồn gốc gia đình chính là cái chính. Và thực sự ra bố mẹ của chúng ta thì nghĩ ai cũng mong muốn cho con tốt, ai cũng mong cho con hay, ai cũng muốn cho con để sao, để cho phù hợp với xã hội. Còn không thì bố mẹ sẽ mất mặt, bố mẹ sẽ mắc cỡ, bố mẹ sẽ bị người khác nói.
Thì tất cả những các cái đó thì bố mẹ sẽ áp lên chúng ta là con phải theo cái này, phải nghe cái này, phải thực hiện theo cái này. Và chính cái việc phải làm, buộc phải làm, nên làm, tức là cuộc đời, cuộc sống là như vậy, thì nó dẫn đến một cái việc là lâu ngày ấy, thì cái đó nó tự động hóa, nó ở trong não của chúng ta rồi, nó thành vết hằn sâu trong não rồi, và nó biến thành cái chúng ta nghĩ là chúng ta cần cái đó. Và khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần những các cái quy định đó, chúng ta phải trở thành những các cái người như vậy, người như bố mẹ mong muốn. Và trong khi đó nhiều khi có những thứ thì mình đạt được, đạt giống như vậy, nhưng có những thứ về yếu tố, có những điều mà liên quan đến vấn đề sinh học, liên quan đến các cái phẩm chất về tâm trí, liên quan đến trí thông minh, liên quan đến năng lực của chúng ta, chúng ta không đạt được. Thì khi không đạt được thì tự nhiên chúng ta lại quay ập ngược trở lại, chúng ta lại phê phán chính chúng ta, chúng ta lại đánh giá chính chúng ta, và đến lúc chúng ta lại coi thường chính chúng ta. Vấn đề nó nảy sinh từ đó, các cái vấn đề căng thẳng, rối nhiễu tâm lý bắt đầu nảy. Thầy nghĩ sao về mạng xã hội? Tức là bây giờ mạng xã hội phát triển rất là nhiều nè, Facebook nè, và gần đây nhất là nền tảng TikTok. Nó đã vô tình nó xây dựng những cái hình ảnh một cái người thành công phải thế này. Ví dụ như em đã từng đọc trên báo á, em thấy là cái người Gen Z cỡ 16 tuổi tôi đã từng kiếm được cỡ vài trăm triệu thế này, hoặc là một số người cỡ 22 tuổi tôi đã kiếm được 1 tỷ đồng một tháng. Thì cái điều đó không biết là có dựng lên hay không, nhưng mà nó gây ra những cái sự so sánh rất là nhiều. Thì thầy nghĩ sao về tác động của mạng xã hội? Ở trong gia đình của mình á, bố mẹ thì hay so sánh là có một cái đứa con nào so sánh đó, em mày như thế mà sao mày lại không bằng em. Thì cái bạn ấy đã căng thẳng rồi. Rồi tiếp theo đi ra ngoài ở làng, ở xóm, người ta so sánh con người ta học giỏi như con thế, nhà người ta. Mà con thì lại không bằng, tại sao không bằng nó, ví dụ như vậy. Chúng ta đã căng thẳng rồi, căng thẳng thêm một level nữa rồi. Rồi chúng ta đi học đại học thì lại so sánh với bạn, căng thẳng hơn nữa. Có nghĩa là chúng ta chỉ so sánh trong gia đình đã căng thẳng, so sánh với sùng xóm phố đã căng thẳng, so sánh với bạn cùng học cùng trường đã căng thẳng, so sánh với bạn làm cùng cơ quan đã căng thẳng. Còn bây giờ mạng xã hội nó so sánh chúng ta cả với thế giới, thì cái mức độ căng thẳng nó càng cao hơn nữa. Đâm ra là càng mạng xã hội, càng xài mạng xã hội, càng so sánh theo cái cách từ mạng xã hội thì cái mức căng thẳng chúng ta càng cao. Nên vì vậy bây giờ nó có cái từ là áp lực đồng trang lứa. Thì chúng ta sẽ thấy là cái áp lực rất là lớn. Và cái áp lực đấy là cái áp lực mà mạng xã hội càng xài nhiều, càng biết nhiều thì bạn càng có áp lực. Nên rõ ràng là chính nó lại nằm ở cái chỗ so sánh. Nên rõ ràng là ngày xưa ấy, ngày xưa khi mà chúng ta, giai đoạn tôi với các bạn, giai đoạn có thể chúng ta vẫn chơi trò chơi dân gian. Rất hay, rất thú vị, được trải nghiệm rất nhiều là vui. Còn trẻ em bây giờ thì nó không, trừ cái trò chơi dân gian, nó chuyển thành trò chơi trên điện thoại. Cái đó, cái khả năng vận động, leo trèo, chạy nhảy, trải nghiệm, khám phá, gọi là mồ hôi, mồ kê đổ ra, hay là vào những các cái chỗ nguy hiểm, cái cảm xúc nó thật sự nó xảy ra thì nó bị tước mất, cái đứa trẻ nó không còn. Và cái sự thật, con người ta không trải nghiệm cái thế giới thật khi chơi trò chơi dân gian á, cái thế giới nó không được trải nghiệm. Thì bây giờ người ta lại trải nghiệm bằng cái thế giới ảo. Mà nó ảo thì nó lại càng ảo. Và vì vậy mà các cái bệnh của chúng ta bây giờ, các cái bệnh về căng thẳng chúng ta cũng liên quan đến cái ảo rất là nhiều. Nên chính cái điều đó, cái mạng xã hội ấy, nó sẽ làm cho con người ta không thể trải nghiệm thật về cái thế giới thật. Mà chui vào cái thế giới ảo nhiều quá, thoát ly khỏi thực tế. Và chính cái điều đó nó lại làm cho các cái góc độ về tinh thần càng căng thẳng, càng ngày càng nhiều hơn. Nếu như mà cứ tiếp tục sử dụng mạng xã hội, và chúng ta thấy rằng là chúng ta cứ thử test chúng ta thôi. Khi nào mà chúng ta bị người yêu bỏ, chúng ta bị thất nghiệp, chúng ta bị phê phán, chúng ta bị học kém, thì tự nhiên chúng ta sẽ vào mạng xã hội nhiều hơn. Cuộc sống đời thường ấy, sự thật chúng ta không được thỏa mãn, không được đề cao, không được thừa nhận, thì bắt đầu chúng ta chui vào mạng xã hội để bù đắp. Nên vì vậy mình đưa một cái tấm hình lên, đưa một cái câu hay lên, tự nhiên có người like, có người comment cái, thế tự nhiên mình cảm thấy mình được nâng đỡ. Cuộc sống này toàn bị nó chê thôi, nhưng lên mạng thì nó được nâng đỡ. Nên vì vậy chúng ta có xu hướng là chui vào thế giới ảo để nâng đỡ. Nhưng cái thế giới ảo đấy, nếu như cứ theo thế giới ảo thì bạn lại càng áp lực, càng căng thẳng. Thì có một số người, em thấy là các bạn trẻ ngày nay đó, thì bạn có hai phiên bản lực. Một cái phiên bản ở ngoài đời thật, và bạn sống với một phiên bản ở trên Facebook.
đó là khi mà các bạn đưa lên những cái lời nói hay là những cái hình thì các bạn sẽ làm sao chỉnh cho da mình trắng, cho da mình đẹp, cho cái eo mình nó thon hơn chút xíu, cho những bộ phận nở nang chút xíu. Vô tình như vậy là mình luôn luôn mình muốn trưng ra bên ngoài những cái gì đẹp thôi. Mình muốn vô tình mình muốn giấu lại những cái điều mình không thích. Vô tình là mình lại đánh giá sai về cái giá trị của mình nữa. Và nó vô tình nó gây ra những cái áp lực nữa. Nó rất là nhiều thứ. Thật sự những cái đó sẽ gây ra những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần mình rất là nhiều, đúng không ạ? Dạ rồi. Có một cái mà ở tập trước thầy có nói về đại dịch Covid-19. Thì qua đại dịch Covid-19 thì mọi người không có ra ngoài nhiều nữa. Thì lúc đó người ta sẽ không có bắt đầu so sánh mình, hay là không có phải áp lực gì bên ngoài xã hội gì nữa. Nhưng mà khi người ta ở một mình ở trong ngôi nhà của chính mình thì lạ là lại có rất nhiều những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần lại nổi lên. Ví dụ như rất nhiều những cái bệnh lý về bệnh hoảng loạn hay là những cái bệnh lý về rối loạn lo âu nó lại nhiều hơn nữa. Thì có phải là cái việc ở một mình như vậy á nó lại làm cho mình dễ bị bệnh hơn không? Ở đây á thì mình có hai cái khái niệm. Một khái niệm là cô đơn và khái niệm một mình. Thì khi họ ở trạng thái như vậy mà họ nghĩ rằng họ như vậy thì họ đang ở trạng thái cô đơn. Vì họ rất muốn ra ngoài mà họ không, bên ngoài không chấp nhận họ. Mình rất muốn chơi với người khác mà người khác không chấp nhận mình chơi thì đấy mình cô đơn. Còn nếu mình chủ động ở một mình, chủ động cô đơn thì lại là trạng thái một mình. Là trạng thái một mình nó rất đẹp, nó rất hay. Bởi vì khi mình căng thẳng hoặc là khi mình có vấn đề gì mình thấy ở một mình cảm thấy nó đã, nó sướng, nó thích vô cùng. Đấy, nhưng mà bạn nói đúng, đó là cái trạng thái gọi là trạng thái cô đơn. Ở trong thời kỳ Covid ấy, có những người thì trải nghiệm trạng thái cô đơn và có những người ở trạng thái một mình. Vì khi họ tìm được cái hay, người ta tìm được bản thân họ, họ kết nối bản thân họ, kết nối gia đình của họ. Cái lúc Covid là cái thời cơ để họ kết nối với gia đình của họ. Họ kết nối với chính bản thân họ. Thì đấy gọi là một mình. Họ cảm thấy hay khi ở một mình. Nhưng còn nếu như mà họ cảm thấy rằng họ không cần thiết phải kết nối với bản thân mình, họ hướng ra bên ngoài mà không được thì nó rơi vào cái trạng thái gọi là cô đơn. Trạng thái đấy là trạng thái tiêu cực. Trạng thái đấy mà trạng thái mong muốn ra ngoài. Trạng thái đấy mà trạng thái bị stress, căng thẳng rất là nhiều. Nên rõ ràng là bởi vì lúc đấy bạn so sánh người ta như thế này rồi mình rất nhiều mục tiêu trên cuộc đời là phải học cái này, phải làm cái kia, phải thực hiện công việc này, phải tất cả mọi thứ. Mà tự nhiên Covid nó tới, đóng kín xã hội, mình không làm được cái gì hết. Cái tôi lý tưởng là tôi mong muốn tôi sẽ trở thành người này người kia, mà bây giờ dịch nó đến tôi không có cách thức nào để tôi làm được cái thực hiện cái tôi lý tưởng của tôi cả. Mà bây giờ nó vẫn dậm chân tại chỗ. Hiện tại thì tôi vẫn dậm chân tại chỗ, tôi vẫn đóng kín, vẫn phải khóa cửa. Nên nó dẫn đến cái việc so sánh là tôi hiện tại đang bất lực. Mà cái mong cầu của tôi về tôi sau này là người như thế nào thì là cái khác. Nên hai cái mâu thuẫn ấy, hai cái mâu thuẫn nó gọi là cái bất tương đồng. Giữa cái cảm nhận thực tế và cái tôi lý tưởng tôi mong muốn thì dẫn đến tình trạng căng thẳng. Nó dẫn đến một cái tình trạng stress. Nhưng còn nếu bạn nào bạn đã tìm thấy rằng là ồ, đây là cái cơ hội để mình trải nghiệm, đây là cái cơ hội thú vị để mình quan sát chính bản thân mình, mình tập thiền, tập yoga, mình tập thở, thì họ lại tìm được cái hay. Họ lại tìm được cái điều rất là tốt từ chính cái trạng thái mà họ ở một mình như vậy. Thì đấy, Covid nhưng nó có hai dạng. Hai người dạng. Như vậy thì qua đây mình có thể hiểu được là có một cái áp lực khác nữa từ cái việc là mình mong muốn kết nối với xã hội bên ngoài nhưng mình không đạt được chuyện đấy thì mình sẽ bị căng thẳng trong cái qua đại dịch Covid. Sẵn ở đây thì anh cũng có nhắc về cái việc so sánh đó. Thì chúng ta ở trong cái cộng đồng, chúng ta sẽ có những cái chuẩn mà cộng đồng đưa ra, ví dụ như là luật, ví dụ như những cái khoản tham chiếu đó. Thì trong tập đầu tiên thì anh có nói về vấn đề là chúng ta phải đôi khi chúng ta phải buông đi, chúng ta phải buông đi, chúng ta phải biết chấp nhận. Nhưng có một số người sẽ cho rằng là chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải cố gắng để chúng ta vượt qua cái tình cảnh hiện tại, chúng ta tiến lên. Thì ở đây đó có hai cái khái niệm về so sánh. Thứ nhất là so sánh là làm sao chúng ta tốt hơn về mặt nào đó, hoặc là thứ hai là so sánh mà so sánh sẽ làm cho chúng ta thấy tiêu cực hơn. Thì quan điểm của anh như thế nào về cái vấn đề này? Ở đây nó có hai cái khái niệm, đó là khái niệm thành công và trưởng thành. Thành công và trưởng thành. Nếu như bạn đang theo cái xu hướng xã hội mong đợi để kiếm được nhiều tiền, có quyền, có chức danh, danh địa vị, được mọi người coi trọng, đề cao, được có uy tín trong xã hội, thì bạn đang hướng tới một con đường thành công.
Cái hướng đấy là hướng mà xã hội họ mong muốn và bạn muốn như vậy. Yeah. Còn khi bạn muốn trưởng thành thì bạn buông hết. À. Khi bạn muốn trưởng thành, bởi vì lúc đấy là bạn không phải hướng vào bên ngoài nữa mà bạn hướng vào bên trong. Khi bạn hướng bên trong, bạn buông cả về vật chất, bạn buông cả về cái cơ thể và bạn buông cả về cái tâm trí, thì bạn hướng vào bên trong. Nên vì vậy ở Việt Nam á, có những các cái vị vua thời Lý Trần á, họ vẫn đấu tranh, họ vẫn chiến đấu, họ vẫn đạt những các cái sự thành công. Khi mà các vị vua khoảng 40 năm, 50 tuổi bắt đầu họ nhường hết lại cho con và lên trên yên tử để tu thiền, là lúc đó là vừa thành công nhưng khi cái cuối đời thì lại trưởng thành, lại đạt được cái giao tiếp với chính bản thân mình. Nên vì vậy mà mình khuyên là tuổi trẻ như các bạn thì mình nghĩ vẫn hướng theo thành công đi, vẫn hướng ra bên ngoài đi, vẫn hướng để đạt các mục tiêu, mục đích cuộc đời, kiếm tiền, tiền bạc, danh vọng, địa vị đi. Nhưng mình nghĩ rằng nếu như sau khi các bạn về hưu hoặc gần đến tuổi về hưu thì mình hướng sang cái giai đoạn trưởng thành, là cái giai đoạn mình bỏ hết để mình kết nối sâu với bản thân của mình, cũng giống như các cái vị vua thời Lý Trần của mình làm. Thì mình được trải nghiệm cả trạng thái trưởng thành thành công và cả trạng thái trưởng thành. Trưởng thành là cái trưởng thành ở bên trong, còn thành công là thành công ở bên ngoài. Đấy, thì bây giờ bạn nếu bạn muốn thành công thì bạn cứ thành công. Bạn cứ vấp ngã, bạn cứ phải trả giá, vì đó là bài học của cuộc đời. Và cuộc đời chính là cái để chúng ta học. Cuộc đời để cái mà chúng ta cảm nhận và chúng ta trải nghiệm. Bạn, bởi vì tất cả những thành công nào thì cũng qua thất bại, và thất bại chính là các bài học. Và bạn phải tự thất bại chứ không phải ai thất bại cho bạn. Cũng như là bạn phải qua lớp học, bạn phải tự thi tự qua chứ ai thư hộ làm hộ thì bạn sẽ phải học cái bài học đó tiếp theo. Nên vì vậy mà mình phải xác định xem mình ở cái nào, độ tuổi nào. Thì theo mình nghĩ rằng là cũng sẽ có những người mà đến thời điểm này thì theo tôi biết là phải 70-80 tuổi rồi. Nhưng vẫn đuổi theo cái con đường thành công. Vẫn muốn có chức danh địa vị, vẫn muốn được người ta đề cao, vẫn muốn người ta khen. Thực sự ra khi mà người khác khen bạn một cái thì bạn vui, người khác chê bạn một cái thì bạn buồn. Thế thì bạn chỉ là một cái công cụ của người ta. Người ta bật một cái nút khen thì tự nhiên bạn vui, người ta bật một cái nút buồn thì bạn buồn. Thế là bạn chỉ là điều khiển, bị người ta điều khiển thôi. Còn mình còn hướng về cái chuyện thành công á, là mình cũng bị điều khiển. Còn khi hướng về trưởng thành là tự mình điều khiển mình, tự mình muốn mình. Thế thì tại sao những các cái năm cuối đời, khoảng khi về hưu hoặc khi trưởng thành rồi, bạn sẽ biến mình là cái người tự điều khiển mình. Bạn tự tự do với chính mình. Thì bạn trải nghiệm được, bạn lúc đấy bạn mới gọi là thực sự sống. Còn khi bạn thành công á, là chỉ tồn tại thôi. Bởi vì thực sự tất cả những thứ bạn muốn á, hoàn toàn là xã hội đang muốn và bạn theo. Chứ hoàn toàn không, những thứ đấy cũng đâu phải là của bạn đâu. Bởi vì khi bạn chết, bạn chẳng mang được cái gì hết trơn á. Chẳng mang được bất cứ một cái gì, công danh, địa vị, tiền bạc, quyền lợi. Bạn đâu có mang được cái gì đâu. Thế thì cuối cùng mình cứ sống, mình cứ đang làm thành công bởi vì những thứ xã hội mong muốn. Và cái đó nó thực sự nó không phải là bản chất, nó không thuộc về bạn. Mà bạn chỉ đang bám vào nó thôi. Ví dụ như tôi nói đơn giản, bây giờ tôi, bạn làm bác sĩ, đến một ngày nào đó bạn bán hết tài sản, bạn lên trên Đà Lạt bạn mua một cái quả đồi. Quả đồi nó khoảng 20 tỷ chẳng hạn. Tôi biết nhiều người đang mua. Thế bây giờ tôi mới hỏi bạn là cái quả đồi ấy nó có trước khi bạn sinh hàng triệu năm, sau khi bạn chết đi 1 triệu năm sau quả đồi nó vẫn đó, thì lúc nào là của bạn? Không có lúc nào là của bạn cả. Bạn chỉ bám vào nó thôi chứ nó đâu bao giờ thuộc sở hữu của bạn đâu. Mặc dù bạn cày cục, bạn làm ăn, bạn kiếm rất nhiều tiền, bạn phải khám bệnh, phải làm đêm làm hôm, bạn mãi mới có được 20 tỷ để mua một quả đồi. Nhưng khi xét ra quả đồi nó không phải là của mình, bởi vì quả đồi nó có tồn tại trước khi bạn sinh hàng triệu năm, và sau khi bạn chết đi 1 triệu năm sau nó vẫn còn đó. Nó của bạn khi nào? Nó không phải là của bạn. Nên vì vậy mà thành công ấy, đó là những thứ mà nó không phải là thuộc về mình đâu. Nên mình phải xác định là trưởng thành, cuộc sống trưởng thành, mình phải xem mình muốn cuộc sống thành công hay muốn cuộc sống trưởng thành. Thì nó nằm ở cái chỗ đó. Đôi khi một số người, người ta lầm tưởng cái khái niệm thành công á, là những cái gì thuộc về mình. Ví dụ như là tôi phải giành được cái gì đó, tôi phải giành được cái chức này, tôi phải giành được một khối tiền này, tôi phải giành được căn nhà này, tôi phải tậu được chiếc xe này. Nhưng một số người khác thì người ta lại cho là thành công là cái tôi đã cho đi được điều gì, tôi đã cống hiến được cho xã hội là điều gì. Thì có phải là nếu mình nói như vậy á, thì mình sẽ hạnh phúc hơn không? Nếu mình cho theo cái nghĩa là mình buông hẳn á, thì đấy mới cái nghĩa buông và nghĩa cho thật sự. Nhưng khi mình cho 100 triệu và mình nghĩ ai còn cảm ơn mình thì bạn chưa có buông. Bạn còn khôn hơn nữa, bởi vì lúc đấy là bạn tích cóp đức hạnh.
bạn cho tiền người khác nhưng bạn lại tích cóp đức hạnh. Người ta khen mình, người ta đề cao mình, người ta tung hô mình lên, người ta để thì bạn lại tích cóp đức hạnh thì bạn cũng không phải là buông. Buông là đến lúc mà buông một cách vô tư, có nghĩa là buông là cho, buông là cống hiến, không nghĩ cái gì về cho mình. Nó tự nhiên là như thế thôi. Chứ còn bạn xong bạn ô chẳng có ai khen mình thì lúc đấy bạn chưa có buông, bởi vì bạn còn khôn hơn nữa. Bởi vì đức hạnh á, bạn chết thì nó vẫn còn, kẻ trộm không lấy đi được. Nhưng tiền bạn để có thể người ta có thể lấy của bạn. Thật ra là nếu như cho á, là phải cho theo cái nghĩa buông, phải buông theo cái buông, không còn nghĩ về nó. Đơn giản chỉ là nó chỉ là vật chất của trời đất đấy, mình mang đi vậy thôi. Chứ không nghĩ là mình sẽ được cái lời khen, hoặc không nghĩ được cái gì cả. Còn bạn nghĩ tới nó thì bạn vẫn mong cầu nó, và bạn mong cầu nó thì bạn vẫn khổ, bạn vẫn chưa buông đấy. Có một cái câu hỏi nữa là so sánh á, có phải tất cả cái việc so sánh mình với một người khác trong xã hội này là độc hại hay không? Và nếu như mà mình cứ suốt ngày mình so sánh mình với một người khác, một người bất kỳ nào đó, thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả gì về mặt sức khỏe tâm thần? Anh ha. Nếu như so sánh về góc độ xã hội ấy, thì tất nhiên rằng so sánh nó cũng có một cái mặt ở đó, nó làm cho mình cố gắng lên, tiến bộ lên. Ví dụ như mình so sánh để mình thực hiện, thực tập cơ thể, tập thể dục cho khỏe. Hoặc là tất nhiên xét về cái góc độ đời người, xem về góc độ đời thường ấy, thì so sánh nó có hữu ích. Nhưng tuy nhiên ấy, khi mình quá lạm dụng cái việc so sánh, hoặc so sánh nó là một cái gì đấy mà nó là một áp lực ấy, thì nó lại là vấn đề tiêu cực. So sánh chỉ đơn giản là so sánh và thấy và làm, còn được hay không, không có áp lực gì hết, thì lúc đó nó mang nghĩa tích cực. Còn khi so sánh xong mà bạn làm không được, không tới, hoặc là bạn lại quay lại bạn khiển trách, bạn phê phán bản thân mình ấy, thì lúc đó lại là tiêu cực. Nên vì vậy so sánh lúc đấy nó là độc hại. Là cái hậu quả nếu chúng ta lạm dụng như vậy về lâu dài thì sẽ gây ra những cái vấn đề gì về sức khỏe tinh thần? Tất cả các cái so sánh đều gây ra căng thẳng. Căng thẳng. Bởi vì cái căng thẳng thì nó đều từ so sánh, hầu hết đều từ so sánh mà ra. Hầu hết là từ cái so sánh, bởi vì có thể vì cái khác, nhưng hầu hết là từ so sánh. Tôi không bằng người này, tôi không bằng người kia. Tôi muốn đạt cái này mà tôi không được. Tôi muốn trở thành ông này bà kia mà tôi không được. Tôi muốn trở thành người bằng người bạn này mà không được. Vân vân, tất cả những các cái so sánh nó đều là cái căng thẳng và cái độc hại nếu như mình không biết cách. Em khám một số trường hợp thì những trường hợp này là đa phần là gặp những vấn đề sức khỏe hơi tế nhị một chút xíu. Như trong tình huống đầu tiên này là bạn này là một bạn nam tầm 23 tuổi. Bạn là trong cộng đồng LGBT. Thì vô tình bạn đi khám là một cái vấn đề về sỏi của đường tiểu thôi, sỏi đường tiểu. Thì trước khi làm, mình có cho bạn ký một cái giấy cam kết để mà tìm hiểu về cái bệnh lý lây truyền. Khảo sát thì bạn cũng đồng ý. Và sau đó là bạn kết quả xét nghiệm trả về là xét nghiệm HIV là dương tính. Sau đó thì bạn ít nói chuyện lại. Em cũng có tư vấn cho bạn là kết quả này trả về thì chưa có chắc là sẽ khẳng định là bị HIV, chúng ta cần phải làm thêm một số xét nghiệm nữa. Nhưng có vẻ là bạn đã biết trước đó lâu rồi, chỉ là bạn không muốn nói thôi. Và sau đó một thời gian bạn bạn quay lại, bạn nói là nếu như mà những người khác á, biết mình bị bệnh lý này thì người ta sẽ đánh giá mình, người ta sẽ giống như là người ta né tránh mình, người ta có những cái tiếng lời ra tiếng vào không hay. Tức là bạn thật sự không muốn nói điều này cho tất cả mọi người nghe, thậm chí cả ba mẹ mình luôn, và bạn rất sợ. Đó thì đó là cái tâm lý chung của rất nhiều bạn trẻ mà hiện nay đang bị những cái bệnh lý lây truyền của đường tình dục. Đó, tức là bạn có một cái áp lực vô hình về phía xã hội nhìn nhận bạn như thế nào, vì ai cũng có cái lầm lỡ hết. Nhưng mà trong tình huống này thì anh sẽ có chia sẻ gì để cho bạn cảm thấy tích cực hơn trong cái việc điều trị? Tôi thì theo cá nhân tôi có quan niệm là cái chuyện gì nó đã xảy rồi, ra rồi thì buộc nó phải xảy ra. Nó không có khác gì được. Cái người nào mình đã gặp trên cuộc đời này thì buộc nó phải xảy, buộc phải gặp. Không có khác gì được. Tất cả đều chỉ là một bài học. Nó chỉ là một bài học để thấy mình ở đó. Nên đấy bạn ấy cũng là một cái bài học. Bài học cần phải học.
Và mình tư duy theo một cái cách khác nữa là cái cơ thể này nó không phải là của mình. Nó thuộc về vận hành. Bởi vì khi chúng ta sinh ra là bố mẹ chúng ta cũng chẳng có ý muốn của bố mẹ chúng ta cũng chẳng có thể nào mà tạo ra được. Nó là của vũ trụ. Và khi bệnh nó có, nó cũng thuộc về quy luật của vũ trụ. Cái mối quan hệ của bạn, cái mối quan hệ tất cả mọi thứ, cái này tất cả mọi thứ, nó cũng thuộc một cái quy luật, nó vận hành một cách rất là tự nhiên. Dù rằng có phát hiện ra bị nhiễm HIV thì nó cũng vận hành cái mối quan hệ tất cả mọi thứ nó rất là tự nhiên thôi. Thì khi mình nhìn các cái yếu tố ấy, theo yếu tố tự nhiên, và khi mình đã có bệnh rồi ấy, thì mình nhìn thấy rằng nó cũng chỉ là vận hành mang cái chất tự nhiên thôi. Bởi vì mình nhiều khi thì khi mình nghĩ như vậy xong ấy, thì mình sẽ thấy rằng là bây giờ cái vấn đề từ giờ trở đi ấy, mình sẽ xử lý nó bằng cách nào. Chứ còn nếu như mình cứ suốt ngày mình nghĩ về quá khứ ấy, quá khứ đó đã xảy ra rồi, mà xảy ra rồi thì chúng ta không thể quay lại để sửa được nó. Và nếu như mình thấy rằng mình không thể quay lại, bất khả thi để quay lại, bởi vì bây giờ mình có quay lại một phần triệu của giây mình cũng không quay lại được nữa. Nó đã qua rồi, cái chuyện đấy mình không thể giải quyết được nữa. Thì mình có suy nghĩ nữa về nó thì nó cũng vẫn cứ như thế. Và nó không thể giải quyết được. Mà thậm chí nếu như tình trạng mình căng thẳng á, thì nó lại còn nguy hiểm đến cơ thể. Bởi vì hệ thần kinh trung ương nó điều khiển hệ thần kinh thực vật và điều khiển toàn bộ hệ thần kinh nội tiết và toàn bộ cái hệ thần kinh trong cơ thể của chúng ta. Nếu chúng ta căng thẳng ấy, thì nó sẽ dẫn đến đầu tiên là cái sức đề kháng nó sẽ bị giảm. Cái sức đề kháng về cơ thể nó sẽ bị giảm. Anh căng thẳng quá, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức đề kháng. Mà khi sức đề kháng giảm ấy, thì bắt đầu HIV ấy, bắt đầu sẽ tấn công. Bởi vì rõ ràng là liên quan đến sức đề kháng, HIV liên quan đến sức đề kháng. Mà nếu cơ thể của anh càng căng thẳng thì anh lại càng dễ bị nó tấn công một cách khủng khiếp hơn. Nên hãy sống đẹp ngay từ bây giờ. Mình sẽ thiết lập một cái cuộc sống của mình về sức khỏe, về thể chất, về sức khỏe, về tinh thần, rồi đi uống thuốc đầy đủ thì ổn. Bởi vì thực sự ra thì uống thuốc HIV, uống thuốc hàng ngày thì bây giờ cũng giống như những người uống thuốc huyết áp, rồi thuốc tiểu đường, rồi cũng vẫn như vậy. Mà trong khi đó nếu như uống thuốc đều mà tập đều, cơ thể vẫn phát triển một cách bình thường. Đều cái vấn đề là cái chuyện đó là quá khứ. Bây giờ thực sự là bạn ấy đang đau khổ. Bạn đang trách mình, chủ yếu trách về quá khứ thôi. Tại sao mình như thế, tại sao mình quan hệ, tại sao mình ABCD, rất nhiều thứ. Và cái chuyện đấy nó không có giải quyết được cái vấn đề gì cả. Vì chính vì không giải quyết được vấn đề thì mình phải tìm cái cách khôn cho chính bản thân mình. Mình phải là người khôn. Còn nếu mình nghĩ về quá khứ thì mình dại. Còn bây giờ mình nghĩ tại đây, bây giờ và sẽ phải làm gì. Thì mình nghĩ khôn cho mình. Và mình vẫn có thể tạo ra một cái chất lượng cuộc sống. Vẫn có thể có những cái chất lượng cuộc sống ổn. Nếu như mình biết cách. Thì cái này cũng cần phải có những chuyên gia về tâm thần, tâm lý, bác sĩ, hoặc là phải có những chuyên gia về trị liệu tâm lý để họ làm việc cùng. Bởi vì thực sự ra cái việc bạn như vậy nó có một cái bài học cho bạn. Mà bài học nào nó cũng có giá trị. Bài học nào cũng có giá trị. Nếu biết tìm từ cái bài học đó. Nên nhiều khi khủng hoảng không phải là cuối cùng, mà nhiều khi khủng hoảng lại là một cái để bật ra một cái khác mới hơn, thậm chí nó hay hơn cả những lúc chưa bị khủng. Đâm ra là nó nằm ở chỗ đó. Và mình nghĩ rằng có rất nhiều con đường. Có rất nhiều con đường để tìm đến cái sự hay ho, một cái sự tích cực theo cái nghĩa của nó. Nhiều lắm, nhiều con đường lắm, không phải như vậy là cuối cùng. Không phải như vậy là chốt cuối cùng. Đâm ra là thay đổi khác cái suy nghĩ của mình đi. Tìm một cái người hướng dẫn của mình đủ ổn để mình định hướng cái tinh thần của mình. Thì mình vẫn có thể tìm được cái cuộc sống nó rất là ổn. Thật sự thì HIV á, trong thời gian qua nó được xem là một cái căn bệnh của thế kỷ. Và ngày trước người ta nói là HIV là dường như là ai nhiễm rồi coi như xong cuộc đời rồi. Và trước người ta cho là như vậy. Đặc biệt thì ngày nay HIV, tỷ lệ HIV nó càng ngày nó càng gia tăng lên, đặc biệt là các đối tượng nam giới trẻ có quan hệ đồng giới. Thì đó là tại vì hôm qua có một tình huống là bạn này cũng ở trong cộng đồng và bạn nên hỏi có những cái biện pháp nào để có thể ngừa những bệnh lý lây truyền của đường tình dục, trong đó có HIV luôn. Thì bạn có uống thuốc, cái thứ nhất là uống thuốc phòng ngừa. Cái thứ hai là em cũng có tư vấn cho bạn là cái việc mà cắt da bao quy đầu nó cũng sẽ cải thiện, giảm được cái tỷ lệ truyền những bệnh này, HIV. Đồng thời là bạn phải mang cái bao cao su khi bạn quan hệ nữa. Bạn nói là bây giờ bạn không quan hệ qua đường
ngã hậu môn, nhưng mà bạn chỉ cần có hệ đường miệng thôi thì nó có tăng không. Thì thực sự mà nói đó, cho đến bây giờ quan hệ với cái bạn tình, thực sự mình không biết rõ là bạn tình, chắc chắn bạn tình là có nhiễm hay không, ngay cả bạn tình cũng không biết là bạn tình có đang nhiễm bệnh hay không nữa. Và nếu như gặp tình huống như là em đã nói với anh ngay từ đầu á, là có một số bạn người ta rất ngại chuyện rời ra tiếng vào từ bên ngoài xã hội, người ta lại càng giấu nữa, đến khi mà qua cái cơn rồi người ta mới thú nhận, thì lúc đó là bạn sẽ rất là mệt đó. Thì ngay từ đầu chúng ta phải có những cái biện pháp bảo vệ đó. Thì HIV đã từng được xem là một bệnh lý thế kỷ rồi, chúng ta cũng em thấy là cũng khó lòng. Ví dụ như em nói là cái bạn này bị HIV, mà cái tin đó mà biết ra một cái là những người khác sẽ chỉ tay liền, đó là một cái sự thật. Thì lúc đó chúng ta phải có những cái biện pháp để chúng ta có thể gọi là miễn dịch với cái chuyện rời ra tiếng vào đó. Thì như anh nói đó, là chúng ta sẽ không có bàn tính tới chuyện quá khứ nữa, chúng ta không có hối hận về đó quá nhiều, và chúng ta sẽ phải hướng tới những cái giải pháp trong tương lai. Nhưng mà bây giờ làm sao để có thể mà tránh được, nghĩa là đương nhiên là sẽ có những lời ra tiếng vào rồi, nhưng mà làm sao để mình tránh được cái chuyện đó? Dạ, anh có cái lời khuyên nào về chuyện đó không? Để tránh được nó chỉ có đối mặt với nó. Đối mặt với nó hả? Đúng rồi, phải đối mặt với nó. Đối mặt với nó bằng một cái cách nhìn khác. Dạ. Yeah. Chứ còn nếu như mình mà không dám đối mặt với nó và mình cứ giấu đi thì cái căng thẳng nó vẫn cứ treo ở đó. Cái vấn đề nó vẫn treo ở đó. Có nghĩa là đối mặt với nó thì cũng cần phải có một cái nguồn lực. Yeah. Nguồn lực từ bên trong và nguồn lực từ bên ngoài. Có nghĩa là từ bên trong của mình cũng phải cần cái nguồn lực hỗ trợ bên ngoài. Đó là cái việc mình cũng phải thay đổi cái tư duy, cái nhận thức của mình về cái đó. Yeah. Bởi vì tại vì mình căng thẳng vì cái thứ liên quan bên ngoài, liên quan việc cái lời ra tiếng vào, liên quan người khác. Trong khi đó thì cái bên trong của mình ấy, thì mình bỏ qua nó. Nên bây giờ mình hãy xài cái bên trong của mình để làm cái nguồn lực để mình đối diện với cái bên ngoài. Thì con đường bên trong thì rất nhiều con đường. Từ trước nay mình không để ý, mình không coi trọng, bởi vì nó không có làm cho mình được vinh danh, nó không có làm cho mình được nổi tiếng. Còn bây giờ bạn quay về bên trong, và khi biết cách quay bên trong thì nó lại là một cái nguồn lực quá lớn để mình có thể đối diện với cái bên ngoài. Thậm chí nếu như biết quay vào bên trong một cách sâu nhất và tích cực nhất thì nó cũng có thể đối chọi cả về mặt sinh học nữa, chứ không phải về mặt xã hội. Bởi vì khi anh cái sức đề kháng của anh tốt, khi anh là một cái người khỏe mạnh, khi anh là một cái người không bị căng thẳng, bởi vì không có cái gì, bạn đã trở thành một người hài lòng với tất cả, ngay cả khi bệnh tật, thì lúc đó bạn rất khỏe mạnh về mặt cơ thể. Và khi bạn rất khỏe mạnh về cơ thể thì cái đó nó cũng đối mặt với cả ngay cái bệnh, cái con virus ấy rồi. Chứ chưa nói đến cái chuyện là khi bạn quay bên trong, bạn có một cái nguồn lực rất lớn từ phía nội tâm để bạn đối diện với xã hội, đối diện với người khác. Còn ngoài ra thì bạn có thể đi trị liệu tâm lý. Thêm một cái nữa là cái trị liệu tâm lý để bạn hiểu về bản thân bạn. Bạn, tất cả mọi thứ có rất là nhiều thứ để giúp được. Dạ vâng. Có một cái tình huống nữa như thế này là trong cái bệnh lý xuất tinh sớm là một cái chứng rối loạn chức năng tình dục, được thể hiện bằng cái thời gian xuất tinh nó rất là ngắn. Cái thứ hai là khả năng kiềm chế rất là kém. Và yếu tố thứ ba là bởi vì bệnh này nó đã xảy ra một thời gian đủ lâu. Cho nên là người bệnh thường có những cái sự thất vọng, chán nản và tự ti. Thì khảo sát ở trên những cái người bệnh nhân này, họ không chỉ tự ti về cái chuyện giường chiếu không, mà họ tự ti cả về cái cuộc sống của họ luôn. Tức là tôi không có hoàn thành được, tôi không có làm hài lòng người yêu tôi được. Tất cả những cái sự không hài lòng trên giường chiếu là do lỗi của tôi. Và sau đó cái này nó lan ra bên ngoài luôn. Tôi là một người đàn ông không có bản lĩnh. Có những người xuất tinh sớm thật, nhưng có những người xuất tinh sớm không phải thật, có nghĩa là họ vẫn đạt thời gian hơn cái mức gọi là bệnh lý, nhưng mà họ cho rằng là họ bị sớm. Họ ví dụ họ 5 phút, họ nghĩ họ đạt 10 phút, nhưng mà họ chỉ được 5 phút thôi, thì họ nói là họ bị xuất tinh sớm và họ cũng đến khám. Thì trong cái khuyến cáo điều trị của cái rối loạn chức năng tình dục mà giải xuất tinh sớm này nè, có một cái đó là liệu pháp tâm lý. Tức là nhiều khi bệnh nhân không uống thuốc luôn, tôi chỉ cần làm liệu pháp tâm lý thôi là để giúp cho anh hiểu được rằng anh đang ổn rồi, anh đừng có so anh với cái chuẩn nữa. Thì trong cái liệu pháp tâm lý này thì mình có thể là mình thường làm gì về cho bệnh nhân hả anh ha? Thì cái đấy nó liên quan đến sự căng thẳng. Ví dụ như bác sĩ vừa nói cái chuyện là anh không chỉ căng thẳng về cái xuất tinh sớm hoặc cái gì đó, có thể căng thẳng rất nhiều thứ. Có nghĩa là vốn dĩ trong cái quá trình sinh ra và lớn lên ấy, nó đã có những các cái yếu tố lo âu rồi. Nền giáo dục, đặc biệt là từ nhỏ gì. Các cái rối loạn, các cái rối nhiễu lo âu trầm cảm thì thường nó
gián tiếp hay trực tiếp nó đều từ xuất phát từ gia đình. Vì gia đình là một cái nơi giáo dục mà tạo ra cái sức đề kháng tâm lý nó kém. Còn nếu như gia đình mà biết cách giáo dục mà ok tốt thì cái sức đề kháng tâm lý nó ổn. Thì nó sẽ không bị rơi vào cái tình trạng mà giống như anh vừa nói. Sinh học thì mình không nói, nhưng về tâm lý thì nó sẽ không xảy ra. Nên vì vậy mà trong cái quá trình như vậy á, thì nó cũng dẫn đến một cái việc là khi anh, cái tâm lý anh căng thẳng, trong khi anh đang có cái quan hệ mà cái tâm lý của anh nó căng thẳng, nó lo, thì đó cũng là cái nguyên nhân để nó không theo cái ý muốn của anh. Nên rõ ràng là các nhà tâm lý thì hỗ trợ làm sao để anh có thể cảm thấy rằng là cái lo âu nó bớt đi, nó hết đi. Bởi vì trong cái lúc mà anh thực hiện, anh làm cái gì đó mà đầu anh cứ tư duy lung tung, cứ suy nghĩ, cứ tưởng tượng, rồi cứ áp lực, thì chính những cái đó nó làm cho anh không theo cái ý muốn của anh. Nên vì vậy mà tâm lý học á, để giúp, để làm sao trị liệu để cho anh cảm thấy anh ổn, anh yên ổn. Ngay cả khi anh làm cái chuyện đó, anh cũng ở trong một cái trạng thái rất là an, rất là tĩnh. Thì lúc đó nó sẽ ok theo cái nghĩa hơn. Còn khi mình mà làm trong trạng thái căng thẳng, trạng thái lo âu, trạng thái đối phương của mình nghĩ cái gì hoặc mình muốn cái gì, rồi mình thậm chí còn trong lại căn giờ căn phút nữa, bạn lại không lấy nữa, thì lúc đấy nó sẽ dẫn đến một cái việc là chúng ta không thể thực hiện theo ý của chúng ta được. Không có trải nghiệm được. Đúng rồi, nên cái vốn dĩ của nó cũng từ các cái lo âu. Có một số cái trường hợp là bạn nói là trước khi mà vào phòng ngủ á, là cái đầu tiên bạn nghĩ tới là hôm nay được bao nhiêu phút. Tại lúc nào bạn cũng sẽ đưa ra một cái chuẩn hết. Tôi chuẩn của tôi ở trong đầu là hôm nay có được 5 phút không, hôm nay có được 10 phút không. Trong đầu bạn luôn luôn là cái chuẩn đó. Nếu như bạn không được 5 phút, 10 phút đó là như thế nào, chuyện sẽ xảy ra. Bạn sẽ luôn luôn nghĩ tới cái nét mặt của cái người bạn gái hay là cái người vợ của mình, nó sẽ kiểu chán nản, bỏ đi, thất vọng. Đó, cho nên là quan hệ bạn không thực sự ở đó. Bạn chỉ nghĩ tới là chết rồi, có bị ra sớm không, có bị ra sớm không. Nhưng mà vô tình cái động thái đó lại làm cho bạn xuất tinh sớm hơn bình thường. Có nghĩa là bạn đang làm cái công việc nhưng bạn không ở cái chỗ bạn đang làm. Bạn không trải nghiệm nó. Bạn không hiện diện cùng với nó. Mà tâm trí của bạn nó lại không thuộc về chỗ đó. Có nghĩa là tâm thân không hợp nhất. Tâm thân không hợp nhất thì nó sẽ dẫn ra tình trạng như vậy. Còn tâm thân mà hợp nhất, bạn đang làm gì, bạn biết bạn đang làm gì, bạn trọn vẹn của nó thì, thì nó lại là khác. Thì trong cái tình huống đó mà cũng thấy ngay được một cái tác động không tốt từ cái chuẩn mình nghĩ ở trong xã hội. Ví dụ như trên xã hội thì mấy anh lúc nào cũng khoe, khoe là tôi là nửa tiếng, tôi là vật vã mới thôi, vợ tôi vật vã van xin mới thôi. Thì vô tình các anh lấy đó làm chuẩn. Không biết cái đó là thật hay không, mấy anh lấy đó làm chuẩn. Cái chuẩn sai đó đó, vô tình nó làm cho các anh lo lắng. Và cái trải nghiệm tình dục lúc đó nó như là một cái buổi khám sức khỏe vậy đó. Hôm nay tôi được bao nhiêu phút, tôi không được bao nhiêu phút, đó là tôi bệnh rồi. Thì vô tình là anh cứ tin vào cái điều sai đó thì anh sẽ rất là mệt. Và thậm chí á, em có cho bạn những cái bạn sinh sớm này cái thuốc, thì thuốc điều trị đây là những cái SSRI thôi, những cái thuốc ức chế tác thu serotonin có chọn lọc. Thì các bạn uống vào, sau một thời gian các bạn cải thiện được cái thời gian, nhưng mà bạn rất là sợ khi bạn không mang thuốc. Có nghĩa là ví dụ như bạn đi đâu đó bạn quên không mang thuốc, thì bạn nghĩ là ôi tôi chết rồi, tôi lo lắng quá. Thế là chỉ cần nhích giảm hơn cái thời gian bạn mong muốn, nghĩ là cái chuẩn thôi, là bạn thất vọng liền. Nó dẫn tới một cái tình huống là vậy thì thuốc này tôi uống đến bao giờ. Một số người lệ thuộc thuốc rất kinh khủng luôn, và cứ phải uống hoài, thậm chí tăng liều lên, tự ý tăng liều luôn. Thì đó lại là một cái ví dụ nữa cho thấy lại là một cái chuẩn của xã hội. Đúng rồi. Lên ngay trong cái chuyện giường chiếu. Chuẩn thì cũng tốt nhưng chuẩn cũng là áp lực. Nên ra là phải, mình phải hiểu. Mình phải hiểu nó ở mức độ nào. Và có những thứ mình nghĩ về nó quá hoặc mình coi trọng nó quá thì nó lại là cái thứ để nó điều khiển mình. Mình coi trọng bất cứ cái gì thì cái thứ đó nó đi điều khiển mình. Và mình không điều khiển được lại nó. Và rõ ràng cuộc sống của mình nhưng lại bị một cái thứ chuẩn đấy của mình nó điều khiển mình. Mình không được tự do. Và nếu như cứ sống nhiều như vậy, với cái gì cũng chuẩn như vậy, cái gì cũng áp lực như vậy, thì mình sẽ không là chính mình. Mình đơn giản chỉ là một công cụ của cái tâm trí của mình thôi. Đơn giản chỉ là cái công cụ của cái mong muốn của mình thôi.
Và như vậy bạn không trọn vẹn và bạn không thực sự đang kết nối với con người thật của mình. Nó chỉ là đơn giản mình đang đóng một cái vai rất tròn vai trên sân khấu cuộc đời. Còn người đạo diễn thì lại chuẩn nó đạo diễn. Bạn chưa bao giờ vừa là đạo diễn và vừa là đóng vai cả. Thì đó, cái chuẩn nó chính là các cái vị đạo diễn to tướng mà nó đang đạo diễn chúng ta. Và chúng ta hoàn thành được các vai diễn trên sân khấu cuộc đời thì chúng ta hài lòng. Còn chúng ta không đóng tròn cái vai mà cái đạo diễn chuẩn nó đạo diễn thì chúng ta thất vọng. Nên rõ ràng là đến một lúc nào đó mình phải tự là đạo diễn và tự người đóng vai. Thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ khác. Mọi người có thể thấy là vấn đề sức khỏe chúng ta nó không chỉ dừng lại ở mức là không có bệnh hay tật đâu. Khi mà bệnh nhân đến điều trị với bác sĩ thì bác sĩ điều trị ở vấn đề thể chất, nhưng bác sĩ cũng không bao giờ quên dặn dò bệnh nhân là chúng ta phải chú ý đến những vấn đề tâm lý, những yếu tố tâm lý trong quá trình điều trị bệnh nữa. Trong những cái bệnh lý rối loạn chức năng tình dục như là xuất tinh sớm hay rối loạn cương dương hay những vấn đề tế nhị thì sẽ luôn luôn có thể kết nối với lại các nhà tâm lý để có thể làm những cái liệu pháp tâm lý cho các bạn cảm thấy tự tin hơn và các bạn có thể giải quyết được vấn đề triệt để của mình. Hôm nay là tập 2 của series Tại sao phải hoàn hảo, và hôm nay chúng ta lại thấy về sức khỏe ở một khía cạnh khác nữa, đó là khía cạnh xã hội. Chúng ta phân tích được những cái áp lực từ trong xã hội, nguồn gốc của áp lực trong xã hội và những vấn đề về liên quan tới so sánh. Chúng ta so sánh với bản thân mình với lại người khác, khi nào là so sánh tích cực và khi nào là so sánh tiêu cực, và chúng ta giải quyết được những cái vấn đề của những tình huống cụ thể. Tôi hy vọng là cái podcast ngày hôm nay đã cung cấp cho mọi người những cái thông tin rất là hữu ích. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và share cái video ngày hôm nay, cũng như nếu như có vấn đề hãy gửi thư về cho Sài Gòn Medicine hoặc là bình luận bên dưới video để có thể chia sẻ tâm tư bộc bạch của mình với tất cả cộng đồng. Sĩ bác sĩ Trung Quốc Phong cùng anh Ngô Xuân Điệp xin kính chào quý khán giả và hẹn gặp lại ở tập sau. Xin chào tất cả quý vị.